lo đòi cái đòi việc cha năng đòi chật năng cứ nó một nâu sẽ cái đấy sốc nó một nâu bon của sao năng là bon nó đáy năng là bon nhà nị cả chia ra thạ sốc hà và hà nị cua thử bon thằng lái đây nom sẽ cái đây sốc một ao bon nhà nị cả chia ra thạ nhóm cả chia ra thạ sốc hà và hà nị cua thử bon thằng lái đây nom nâu sẽ cái đây sốc một ao đôi miền rừng rào đại bàn sầm đầy rừng niềng asan thì mật ta asan thì mật ta đại chi kẹ hề sấy rồi bỏ và bà thom thì sau mình to bẩm pi ngày presma sam put bà rèn đập biên tàu bàn pi rồi chăn nam chieng nè khla tha pi rồi đập pi chăn nam nè khla tha pi rồi sam sập chăn nam cùng pi tha khla tha pi rồi học sập chăn nam chất sập chăn nam mấy chân tàu có vận tải tu chỉ giang ná được không put the sát the vật tỷ bảy put the sát the vật tỷ bảy pi rồi chieng chăn nam bảy rồi bản năng ai nó về nó cứ bà bát thom về sau bàn đại chỉ đặt cho là chạ bàn ông bà đặt lang nó không lâu bàn cát lang nó không lâu về nó miền à kẹm mà hề say mà ông cứ niềng bệnh niềng à san thì mật tà chúng mô tha à san thì mật tà đấy cứ chia mình nô đại chỉ sát tray miền đại sờ lốn nhìn nhau miền sờ lốn đại sờ lốn năng à đại salon ở miền năng ở miền ấy thế ở miền năng ở miền ấy thế cứ salon nó mong sanh thì mật ta năng cứ salon xa đó nó đời xa tại pop và cam pon nhạc cam rồi bỏ niềng đời xa pon nhạc cam rồi bỏ bình niềng nó cứ tha lực đại chúng ổn lắm nó về đại bậc chân cấp bậc cho mau suy nhược rồi tập mông nằm bay tập chia ba bậc chân cấp bậc mùi ong sen tiết hai niên à san thì mật ta nâng chia công phẹt tia xây là chia xây bầm ra nẹ đuột tật ở kề đọc bê khơi bởi chây cổ bốt rô tật mông nằm bay nâng chia bao đồng bao bởi chây cổ bốt mùi tiết có miền chất chỉ ra thala chẳng ôl bằng hai phá lâu bởi chây cổ bốt thà nọ phá lâu bỏ rò mà nẹ nội chung môn mà nẹ nọ cứ bà bà thò mê sau nâng anh chia dông do cầm náu chia biển nách lụ tật mông nâng chia biển nách lụ tật mông nâng con nó sầm đanh khlây khlây hơi niêng à san thì mất ta nâng miền cái hào tha an thì xong này ca thư sầm bột chỉ tiến này bàn thư bôn tục hơi này cua thư bôn chẳng lai đây chỉ hết nó một nó sẽ đây sốc này bôn nhà nị cả giờ ra thạ sốc hào và hà này cua thư bôn chẳng lai đây nóm sẽ cái đây sốc một ao cua thư bôn chẳng lai đây nóm sẽ đây sốc máu nâng à son thì mất ta nó cứ thả ban thư bôn tục hơi bộ phê cái tạ bôn nhà ta nó phép chuyển nhẹ thư bôn tục hơi nộp nông cao môn nộp nông cao môn chẳng niên à son thì mất ta nó nông ngày mùi nó là cùng bông tài cúng là cùng lưu cả ấy đây vì chất đam rồi thư bông nó sau dùm bầu nó đài bầu nó cứ tê vào đài vô một vì phần hai một biên vô một vài nâng ạ dù mà thoải bữa tháng không còn bị bắt thông bị sau nâng cứ rương rao bỏ bỏ nâng cú xông bay đánh tê và đa xông bay xây xây tê và đa thằng lai thằng phu nâng vô tức không vô ấy mà thoải rõ rõ thằng ngày chẳng bà mình chưa tùm an được không rương bỏ bắt thông bị sau cái nâng đằng à miền bọn đòm lắng á chẳng khoan đẹp bình niên à xa thì mất tá nó có miền bọn đang cùng cùng đang quay sau em bầu nâng cứ lâu chất ông bà thông bị sau cái chất ông bóng giờ đây thì mất ở việc chạm đập này ở khlay ấy nhóm vừa tha khlay giang về nhàng na cái vừa tha nhìn nhóm ai chăm sẽ đạp sầm đai nhặt chóp chăm ai tiệt tầm tay sầm đai tam lục đạp lục đồi chấn nâng này không cầm pi sang giúp ta đi cái sầm đai na sọc hà và hà pon nhà nị cả giờ ra thác sọc hà và hà nị cú thư nâu bôn chẳng lái đai nôm sẽ cái đây sọc mặc ảo nhưng mà sao này bật ta nó cứ thạ ban thư bôn tục nhìn nhiều nâng nên là sao này mất ta đó á chỉ nhẹ bàn phụ bọn tục không cao môn này sọp cụm chấn chấn cùng phong tại sao em bấu và ba thom bị sau nắng mau chùm on lên chùm on nên là sao này mất ta thấy bình niên bộ niên ôn mà cha niên bình niên mà cha là thà
bàn sân kia nia thon nó ở sau cà ram á chuẩn lọp pi nó bắt lấy bột nhìn đâu sau cà ram chẳng nó pe nắng cứ bị khâu xong bầm mùi mơn ong màu màu tự tuột phọt nó con ong bèo bờ mười chụp vàng tự tuột phọt ấy hơi hơi bờ ri chia có bài cái lấy này tàu niên ngà san thì mất ta đó nghe nhìn nhóm niên ngà san thì mất ta thầy ấy nhìn nhóm màn hợp tập mùi ấy nhìn nhóm chọn đỏ dùng bột và màn tiếng và màn mơn tiếng có tâm miên này cả làng lại bồn bỏ bình niên này khởi nhớ nhìn nhóm là ngài đỏ bê bị khổ xong chan ru cho hỏi bê đại thoại sầm bột bê đại thoại sầm bột bình niên ngà san thì mất ta đang đỏ màu tiền sầm bột màu chết là tiền màu nữa tiền hốt ban đo bỏ mùi mơn thập bởi chia thầy ở cha đó nè là bồn bỏ vào niềng nó cần là ở cha.